Hi guys, welcome to TheYehe.com. Today, we review the writing lesson of Unit 8. Activity A. Read a postcard about vacation. Đọc bưu thiếp về một kỳ nghỉ. Dear Holly, I'm having a great time here in California and can't wait until you get here. Gửi Holly, mình đang có một khoảng thời gian tuyệt vời ở California và mình rất nóng lòng để bạn đến đây. I'm planning to take you camping in Brisk Forest. Mình đang lên kế hoạch để đi cắm trại cùng với bạn ở Brisk Forest. There is a river so we can go swimming or rafting. Có một dòng sông, có một con sông, vậy nên chúng ta có thể đi bơi hoặc là đi bè. What do you think? Bạn nghĩ sao? I have a nice tent. Mình có một chiếc lều đẹp. I will bring it so we have somewhere nice to sleep. Mình sẽ mang nó theo để chúng mình có nơi nào đó tốt để ngủ. What else should we bring? Mình nên mang theo gì nữa nhỉ? Let me know. Cho mình biết nhé. Your friend Janet. Next activity B. Use your old ideas to write a similar postcard. Use the postcard model on page 127 to help you. Write 50 to 60 words. Sử dụng ý tưởng của em để viết một bưu thiếp tương tự. Sử dụng mẫu bưu thiếp ở trang 127 để giúp em viết từ 50 đến 60 từ. Rồi cùng nhau chuyển đến phần Basic Personal Postcard Model ở trang 127. Phần cấu trúc để viết một bưu thiếp cá nhân đơn giản. Phần bên tay phải sẽ là phần Receiver's Address, địa chỉ của người nhận. Shows the address you are sending to, thể hiện địa chỉ mà em đang gửi đến. Rồi bên tay trái sẽ là phần nội dung của bưu thiếp. Đầu tiên sẽ là phần greeting, greet the person you are writing to. Phần chào hỏi người mà em đang viết bưu thiếp để gửi đến. For example, dear Sarah. Câu tiếp theo sẽ là introduction, says why you are writing. Phần giới thiệu, nói lý do mà em viết. For example, I'm having such a great time in Mexico. Mình đang có một khoảng thời gian tuyệt vời ở Mexico. Phần dài nhất của bưu thiếp sẽ là phần main body, gives more information. Phần thân bài, phần chính của bưu thiếp chúng ta sẽ cung cấp thêm nhiều thông tin. For example, the weather is lovely here. It's hot and sunny every day. Thời tiết ở đây thì dễ chịu, nó nóng và ngập nắng mỗi ngày. The people are very nice and the food is great. Người dân ở đây thì rất là tốt bụng và thức ăn thì tuyệt. Today, we went to Chichen Itza. Hôm nay, chúng mình đi đến Chichen Itza. It's a really old pyramid. It's amazing. Nó là một kim tự tháp xưa cổ. Nó thật tuyệt vời. Tiếp theo là phần closing, phần kết bài. Finishes the postcard and often talk about the future. Phần kết thúc bưu thiếp, chúng ta sẽ thường nói về tương lai. For example, you should definitely visit Mexico. Bạn chắc chắn nên ghé thăm Mexico. Cuối cùng là phần signature, phần chữ ký. Finishes the postcard and says your name. Kết thúc bưu thiếp và nói tên của bạn, nói tên của em. For example, see you next week, Linda. Rồi dựa vào phần cấu trúc này, cô sẽ viết một bưu thiếp về Nha Trang. Ở đây sẽ là phần thông tin và địa chỉ người nhận. Dear Trang Anh, I'm having a great time in Nha Trang with my family. Gửi Trang Anh, mình đang có một khoảng thời gian tuyệt vời cùng với gia đình mình ở Nha Trang. I'm planning to take you to Nha Trang Resort. Mình định đưa bạn đến resort ở Nha Trang. There is a big swimming pool and a large campsite. Có một hồ bơi và một khu cắm trại lớn. We can have a small party here. Chúng mình có thể có một bữa tiệc nhỏ ở đây. What do you think? Bạn nghĩ gì? I have a camera so we can enjoy this moment and take beautiful photos. Mình có một chiếc máy ảnh, vậy nên chúng mình có thể tận hưởng khoảnh khắc này và chụp những bức ảnh đẹp. See you later. Hẹn gặp lại bạn. Your friend, Lan. Rồi, phần ôn tập writing Unit 8 của chúng ta đến đây là hết rồi. Thanks a lot for your watching. Have a nice day. Cảm ơn các em đã theo dõi. Chúc các em có ngày học tập hiệu quả cùng với lời dạy hay.com. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những bài học tiếp theo nhé.